chào cô chú anh chị và các bạn gần xa đang xem kênh của em ngày hôm nay ha. Và hôm nay thì đến với bài kiện của anh Nhi ha. Em Nhi qua giao lưu với cô chú anh chị gần xa mình lo mai giống, mai ghép giống dở như ý nè của Bạch Mai ha. Rồi nhị học toàn, rồi họ hương cẩm thạch đồ cô chú anh chị ha. Nó cho cô chú anh chị mình sưu tầm giống mình cho tới năm 2025 ha. Rất mong cô chú anh chị mình vào xem thấy cây nào giá cả hợp lý thì mình ủng hộ cho nhà vườn của em Nhi nha. Rồi không nói thời gian nữa ha. Em mời cô chú anh chị mình gặp em Nhi, em Nhi chào giới thiệu và giao lưu luôn ha. Rồi anh chào Nhi ha. Dạ em xin chào anh và xin kính chào toàn thể của cô chú anh chị đang xem kênh nè. Hôm nay trở lại kênh em xin lưu cô chú anh chị lô mai giống, lô mai mơ giống mới nha. Cũng mong cô chú anh chị xem được cây nào ủng hộ em ạ. Vô clip hôm nay mã số 21C là một cây giống như ý nha cô chú anh chị. Rồi. Thì em ghép được 3 bo nha. Hoành được 16. Đây là bo già. Cao sau 4 bo ha cô chú anh chị nè. 4 bo nha. Được 70. Đây là đủ non hết nè cô chú anh chị ha. Dạ cái này em để cô chú anh chị gần xem mình giá 500.000 thôi nha. Rồi mình bao ship luôn đúng không em? Dạ em sẽ bao ship luôn. Rồi tiếp theo cây mã số 22C một cái khúc bạch mai nha. Rồi cái này cái tàn quá đã luôn cô chú anh chị ha. Có đế luôn ha. Hoành được 16. Rồi cây lên nụ cô chú anh chị. Cao 35. Cái ngang được 45. Hàng cho Tết ok luôn cô chú anh chị ha. Cây đang lên nụ ha. Rồi, khúc bạch mai nha. Dạ cái này em để cô chú anh chị gần xem mình giá cái này là 350 thôi. Rồi đợi cây ha. Rồi tiếp theo cây mã số 23C. Rồi. Một cây nhị ngọc toàn nha. Cái tàn quá trời đẹp luôn cô chú anh chị. Rồi, 56 luôn nha ha. Hoành được 14. Cao 35, cái ngang mình được 73. Rồi cái này em để cô chú anh chị gần xem mình giá 400.000 nha. Rồi, 400.000. Rồi tiếp theo cây mã số 24C. Rồi. Một cây kim vương lượng nha. Hoành được 15, cao 37, tới ngang được 40. Rồi cho nên em để cô chú anh chị gần xa mình giá là 350. Rồi 350 ha. Dạ. Rồi tiếp theo cây mã số. Mã số 25C. Rồi. Một cây giảm như ý. Rồi cây này nắng quá trời cô chú anh chị, cái đọt non nó gục luôn nè cô chú anh chị ha. Hoành được bầu 18. Ướt nhẹp luôn, không có khô, không bị khô ha. Cao 48. Nắng quá trời nắng. Mình được 65. Rồi cái này em để cô chú anh chị gần xem hình giá 450.000 ạ. Được ghép được 3 bo. Có cái tàn khủng khiếp. Đổi cây luôn em ha. Rồi tiếp theo cây mã số 26C. 26C cô chú anh chị. Rồi, nhị ngọc toàn em ha. Dạ một cây nhị ngọc toàn. Rồi. 56 luôn em. Hoành được 14. Rồi. Cao 42. Cái này được 49. Rồi để cho chú anh chị làm sao mình giá cây này 150 nha. Rồi đổi cây luôn ha. Rồi tiếp theo cây mã số 27C. Cây nhị ngọc toàn nha. Rồi cái tàn này cô chú anh chị ha. Cây này bự nha cô chú anh chị ha. Cỏ quá trời. Rồi hoành là mình được 17. Rồi 17. Cao rồi. 59. Cái ngang mình được 52. Rồi cái này em để cho chú anh chị gần xa mình giá 350. Rồi đổi cây luôn ha. Rồi tiếp theo cây mã số 28C, cây nhị ngọc toàn. Rồi, cái này có củ quấn trên luôn cô chú anh chị. Dưới rễ rất là lực nha. Hoành 16. Cao 38. Cái ngang mình được 41. Rồi. Cái này em cũng để 350 thôi nha cô chú anh chị. Bao ship luôn ha. Cây bonsai đẹp lắm á. Rồi, đợi cây. Rồi tiếp theo cây mã số 29C, cây giảm dư ý. Rồi, này có được 3 bo ha. Rồi, con số rồi. Hoành được 16. Rồi. Cao 37. Tới ngang 33. Rồi cái này em để cô chú anh chị gần xem mình giá cái này là 350. Rồi đổi cây luôn ha. Rồi tiếp theo cây mã số 30C. Rồi cái kim ngân lượng. Rồi kim ngân lượng hay còn gọi mai trang đó cô chú anh chị ha. Bông có sọc xanh giữa rất là đẹp nha cô chú anh chị ha. Hoành được 12. Rồi cũ như cái thú luôn cao cô chú anh chị. Vì mình khai thác thêm cái ngang sau nha. 15. Hai ghế luôn nè cô chú anh chị, hai ghế đôi chân nha. Dạ. Cái này giờ mình vì mình khai thác thêm cái đế thú nè. Cái này rất là đẹp, em để cô chú anh chị mình giá hữu nghị thôi 350. Rồi ok. Rồi tiếp theo cây mã số 31C là một cây cúc họ hương cẩm thạch nha. Rồi, rồi cái tàn đẹp nha cô chú anh chị ha. Em ghép được 15 bo, hoành 18. Rồi cái này chưa tắt được. Cao 44, cái này mình được 58. Rồi cái này em để cô chú anh chị gần xa mình giá 400.000 thôi. Và cũng là cây clip lắm nha cô chú anh chị. Em xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị đã xem clip và ủng hộ trong thời gian qua. Cũng rất mong cô chú anh chị xem được kênh ủng hộ nha. Em xin chào và gặp lại. Rồi cũng thay mặt cho kênh cũng như là em Nhi ha. Cảm ơn cô chú anh chị mình đã theo dõi hết clip và ủng hộ nha. Xin chào và hẹn gặp lại của cô chú anh chị mà những clip tiếp theo ạ. À.